mình dắt mẹ mình với vợ mình đi vô bẻ con nhút cả nhà, đi mốt Vô con nhút. các bạn. Hôm Con nay xuống mình vô đó mình không mốt con nhút là xuống được. đây. Mẹ chào ơi. Hai con Chào các chào bạn mình. nha. Ai nữa? Ai nữa? Đây là Đây là vợ mình nè. Xin chào các bạn nha. Đây là các bạn hôm nay. Xin chào các bạn. Dắt mấy đứa nhỏ theo, hai đứa nhỏ theo chơi nữa. Rồi mình đi mốt con nhút đi. Đây đây. Em quay cho các bạn. Xin chào các bạn. Đây đang đi mốt nè cả nhà ơi. Hôm nay thấy con nhút nha cả nhà. Hôm nay mình làm clip. Đi mốt con nhút về ăn cả nhà ơi. Con nhút nhiều quá cả nhà ơi, nhưng mà nắng quá cả nhà ơi. Đi qua bên đây nè. Đi 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 thôi cả nhà ơi. Mốt trong mấy cái đống đó đó. Đống tao bẻ rồi đó. Bà nội đâu Quyên? Quyên vô đây nè. Nay công ty thất nghiệp rồi, nay gia đình đi vô mốt con nhút ăn cả nhà ơi. Hello. Hello, xin chào bạn. Để hai đứa nhỏ đó ra đi. Đi mà đòi hai đứa nhỏ đòi theo nữa. Có gỗ kìa. Đó. Bữa nay nghỉ chống dịch cả nhà ơi, hôm nay nghỉ chống dịch vô nhà, vô đồng mà hái con nhút về và ăn cả nhà ơi. Thế con nhút nhiều luôn cả nhà. Như vậy cả nhà. Mình có đem thêm tay lưới không? Dân kiếm cá mình xuống đây mình dân kiếm cá ăn cả nhà ơi. Thôi mình đi dân lưới cả nhà. Chạy kìa. Từ từ thôi, té bây giờ. Thôi mình xuống nhân lưới nha cả nhà. Cha. Cha. Lướt lên. Cha. Lại ra chỗ mình dựng nữa rồi. Mình xuống. Sáng rồi. Sáng chưa? Sáng rồi. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Đẹp mà chào lại cái gì? Chào lại. Chào lại cái gì? Hay là khỏi chào?
chị Hai nó lá đầu này kia ngồi im à. Hello bạn, hôm nay chị Hai mình với mẹ mình đi hái muốn nha. Ừ. Hai con nhóc. Ủa hái con nhóc nó lộn. Đi mốt con nhóc chứ phải là hái. Đi mốt con nhóc. Mốt con nhóc kìa cả nhà. Đây, đây đi ăn cá. Hôm nay em mình nói cái sai, hôm nay mình đi câu cá nha các bạn. Hôm nay mình đi câu cá. Mét giờ này mét mẻ. Đúng rồi đó. Thôi đi, dắt đi ra bà nội đi nè. Giờ nhắc đi coi hái con nhút nghe cả nhà. Thôi đi lên. Lên con. Đi lên. Quyên quay qua chào các bạn cái lần nữa là tắt nè. Ôi trời. Ở đây nguyên một cái ruộng. Ở đây là các bạn muốn làm gì làm. Các bạn muốn là các bạn làm thoải mái luôn. Không qua là. Trời trời chết thì khổ thiệt chứ. Nắng quá nắng. Thôi kết thúc đi nè các bạn ơi. Nói chào các bạn ơi. Xin chào các bạn, chào các bạn, xin chào các bạn. Hôm nay kết thúc. Nếu mà các bạn thích video này hãy cho mình like, ký cái chuông nha. Rồi, giỏi quá mấy bạn. Còn cái Quyên đâu? Quyên đâu? Chào các ơi. Chào các bạn ơi. Hôm nay nhớ đăng ký kênh gì cho cha. Hôm nay các bạn yêu thích là cho cha được bắn. Lại đây hái rau nhút nè. Qua lại chị Hai. 1 2 3. Đăng ký kênh gì đó đăng anh Hai. Rồi, hello cả nhà nha. Nãy giờ bẻ con nhút được nhiêu luôn nè. Cả nhà ơi, gỗ luôn cả nhà ơi, non lắm. Nãy giờ mẹ mình với vợ mình đi mới hái được nhiêu rồi. Gỗ. Hôm nay mình á đi mót chứ không phải bẻ nha. Mình cũng mới văng lưới vô nè cả nhà ơi. Văng được hai tay lưới rồi. Vừa mót con nhút mà vừa văng lưới lên kiếm cá ăn nữa cả nhà ơi. Khổ quá. Mình dọn cơm sống đây, mình ăn cơm đây. Alo đây. Xin chào các bạn đây. Xin chào bạn. Hôm nay mình đi hái rau nhút. Đi hái rau nhút. Nhìn vô camera nè, nói chuyện. Làm gì nữa? Rồi mình ăn cơm nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn cho mình một like ký thông tin video khác nha. Nói đàng hoàng chơi tay đồ. Nếu mà các chú các cô các chị mà thấy video của con hay thì cho con một like. Rồi và chia sẻ và đăng ký. Nói lại coi. Nói tắt đi rồi các bạn nó nói.
Rồi nói gì được rồi. Còn Quyên nói sao? Uống nước cái đã mọi người ơi. Anh uống nước nó nói tiếp. Rồi nói đi, chào các bạn bạn đi. Chào coi, xin chào coi. Trong đây mát không cả nhà? Cây cối. Ở đây có một cái đường bụi cho bán nha mọi người. Mới dặn được hai tay lưới chút xíu mình cuốn về cái nhà coi nha. Cảnh thơ mộng không, giống như quê không? Giờ mình đi mót con nhút thêm nha cả nhà ơi. Giờ mẹ mình với vợ mình đi kiếm con nhút mót thêm nữa. Nhiều chứ không đủ đâu, về chờ cho chia nhà trọ, dòng nhà trọ anh ta ăn nữa. Đi. Đi. Đây là cái nhà. Đi mốt. Ôi nhúc mình tay người ta hái cái nhà. Người ta hái người ta bỏ đó hát cái đọt không à, còn cái gốc đấy người ta bỏ cái nhỏ nhỏ đâu lấy đâu. Nhiều lắm. Mình hái mấy cái đọt nhỏ đó về ăn. Cái nhà. Mía nè. Đây nguyên cái chạy người ta cắt rồi làm gì không biết nữa. Kinh động có nhúc không? Đằng đó có chú đang bẻ con nhúc nữa. Chủ đất đang bẻ con nhúc kìa. Trời sắp kiếm mưa á. Nhà đây nha cả nhà. Ngon nhiều lắm. Này là bẻ như đây móc như đây nó là đủ ăn vô sức luôn. Đi đâu nữa. Cái này mình bẻ về mình kho cá hay là mình luộc gì mình nấu canh chua cũng ngon lắm nha. Giờ thất nghiệp rồi không có làm, đi mót kiếm đồ ăn thôi. Không có tiền đâu mua. Mẹ con lá hai nhiêu rồi nè. Cả nhà đi hái con nhút nè. Ở đây là em mình nè. Đi theo chơi thôi chứ quậy phá thôi chứ hái gì. Đó. Hái con nhút quay lên ngay Quyên. Quyên. Xin chào cả nhà nha. Ơi ngon quá trời nè. Đâu? Đi hái con nhút mà chứ bờ biển mình nó nho. Cái này không phải nho cả nhà ơi, trứng ốc bù vàng nha cả nhà. Trời, trứng ốc bù vàng mà nó là nho quá trời luôn nè. Trứng ốc bù vàng đó cả nhà mà nó là nho. Ôi chàng ơi. Mốt là cái gỗ rồi. Mới đây mà cái gỗ rồi đó cả nhà ơi. Một xíu nữa cũng nghỉ món rồi, đủ ăn rồi. Món về chia cho người ít. Gió mát rồi. Hai nhỏ nó theo nó quậy không chứ nó phá không chứ. Nhìn em có quậy không? Có. Không. Sao không? Em làm gì? Nó muốn.
Con nhút mà nó cứ kêu con muốn không à. Phải chưa? Chạy đi vẽ chân cá. Cho coi nha, mấy đứa nhỏ nó ăn cả nhà. Vẽ giờ thôi, quẩy nhánh người ta la chết rồi. Ai đồ la. Ý là sợ mấy đứa nhỏ nó đua ấy thôi chứ. Rồi. Được chưa? Được rồi. Rồi. Nè món đường gỗ nữa cả nhà. Chút nữa mẹ hái cho con. Mẹ mình quá ham mà quá mót hoài luôn. Cái này mình không mót rồi bỏ cũng héo trơn cả nhà uổng đó. Người ta đâu lấy nữa đâu. Lâu đi đừng bữa quá mót quá ham. Cái này nó héo trơn nè, người ta lâu rồi nè cả nhà, người ta bỏ hết trơn. Còn mấy cái này mới người ta đang ta ha, ta bẻ lên thì ta ngắt đọt thôi. Còn nhiều người ta bỏ hết rồi. Mấy nhánh nhỏ nhỏ ta bỏ hết rồi. Mình mót được gỗ nữa. Rồi mình đi về cái chỗ cũ. Ok cả nhà. Nãy giờ bẻ sáng giờ bẻ được hai gỗ nhút ở nhà, bây giờ đang đang lạc ra. Mình mới về nhà các bạn. Giờ ngồi ăn ngồi lạc cả nhà ơi. Chút xíu mình cũng đi thăm lứ rồi về luôn. Khúc đó đọt đó ấy được rồi, bỏ được rồi mà, đọt già. Đâu nó lại ơi. Ừ. Lại. Con cô bé ăn ở vấn đề thì xin lắm. Bà cho tôi xin khớp đúng 100%. Bà con cô bé ăn được vấn đề thì xin lắm phải cho ba ba chữ ra đúng là nó sai đâu. Quốc mã ơi, cứ nhậu hoài. Nhậu rồi bắt đầu không đi làm. Cái này bụng nó giờ số mũi thôi. Mày đi mũi lâu rồi. Tôi đang cấp. À. Lớn rồi đang đi về. Khúc này như ếch cá thấy không dính mọi người. Rồi là dân quá trời dân rồi giờ thấy ít chín quá. Nay về mình rau nhút cho chấm muối ớt nữa rồi mọi người ơi. Cả nhà mình mới cũng lưới lên được mấy con à. Đang nói đã thất bại rồi. Xin chào bạn. Bữa nay dân trời ấy quá, nó nóng nắng quá nó không ra ngoài cả nhà, được mấy con cá thôi. Cái này mà dân chiều á, chiều dân mới dính. Buổi tối á. Về dân để giấc sáng cuốn ngon. Chiều dân tới sáng cuốn. Thôi mình về sang về cả nhà ơi. Cái thúc video ở đây nếu mà có coi thì nhớ share và chia sẻ cho giùm mình cả nhà. Thôi tạm biệt cả nhà nha, bye.